chào các bạn. Tôi lấy hộp sứ trồng trái ra rồi các bạn các cháu. Tôi phơi được 2 nắng rồi. Hôm nay tôi gieo. Gieo thì mình ngâm nước ấm, mình ngâm 1.5 tiếng mình gieo các bạn. Còn ngâm nước lạnh thì 4 tiếng. Tôi ngâm nước lạnh nè, ngâm được 4 tiếng rồi tôi ra tôi gieo. Hộp này lấy rồi phơi được 2 nắng. Tôi có chia sẻ cái clip lấy hộp á, rồi tôi chia sẻ clip gieo, cách gieo. Gieo thì nó cũng có nhiều cách gieo. Gieo vô cái ly như vậy nữa các bạn, mỗi cái hộp, hoặc là gieo vô cái khay á, mà khay là cái khay đừng có gieo khay nhựa như các bạn các cháu, cái nhựa lên không có đều, cái cao cái thấp, cái khay mà xốp như thùng xốp như này, cái khay có lỗ mà khay bằng chất xốp á, còn không thôi là gieo vô cái thùng xốp như vậy nè, tôi không gieo vô khay, tôi gieo vô thùng xốp. Vô khai thì một lỗ vậy, một hộp một cái khai thì có 70-80 lỗ vậy đó, này gieo vô thùng xốp này nữa mình nổ ra mình trồng nó lên được 5-6 phân nữa, nổ lên trồng trồng vô cái chậu nhỏ trước để mình nó lớn rồi cao rồi để nó bám đầy cái chậu nhỏ rồi mình mới nhổ ra cái chậu lớn. Giờ tôi bắt đầu tôi gieo các bạn. Cháu, cái gieo giá thể thì 2 cho trấu 1 xương dừa, 2 cho trấu 1 xương dừa, trộn đều lên. Giá thể thì giá thể gieo các bạn các cháu, còn giá thể trồng thì khác hơn. Giá thể trồng thì có 5 cho trấu, 3 cho dừa, 1 con bò, 1 vỏ trấu. Trồng thì nó có dinh dưỡng. Gieo thì nó chưa có, còn nhỏ nó không có cần dinh dưỡng nhiều. Nó hút dinh dưỡng của giá thể nó cũng lớn. Rồi mình gieo rồi mình tưới 200 lít cho nó. Được gần tháng trở lên mình tưới 200 lít cho nó. Giá thể trồng thì nó hơi khác hơn giá thể gieo một chút. Chất trồng thì khác hơn giá thể gieo. Gieo vô thùng xốp này nó lên cũng đều lắm. Hộp sứ mà mình lấy hộp mình phơi 1-2 nắng rồi mình gieo liền á thì nó lên coi như mạnh lắm, gần như 100%. Còn càng để lâu là tỷ lệ nảy mầm nó càng kém, lâu quá rồi nó không nảy mầm luôn. Thành ra có hộp sứ rồi phải gieo liền, không có sao hết. Đó, đây là giá thể gieo là 2 cho trấu nè, 1 xương dừa. Gieo rồi cái bình phun xương đó, mình phun giữ ẩm, phun đủ độ ẩm mỗi ngày thôi, giữ đủ độ ẩm ẩm mỗi ngày, rồi chừng 3 ngày tới 5 ngày nó lên rồi. Trễ lắm là 6-7 ngày. Thôi giờ gieo cái hộp nằm ngang vậy các bạn, hộp nằm ngang rồi gieo trong cái phủ lên một lớp thân mỏng nữa, giá thể mỏng nữa, lớp cho trấu cho dừa mỏng nữa.
Có cái khai có lỗ từ lỗ thì mình gieo nó đều hơn. Cái này mình gieo không có khai thì nó không được đều lắm, nhưng mà nó cũng lên đều rồi rồi các bạn. Chắc. Giờ nó cũng nằm ngang nè, là nó đủ độ trôi nước để đâm cái chồi lên. Các bạn có các cháu có gieo cái khay rồi gieo bằng khay xốp, có lỗ lỗ thì gieo bằng khay nhựa, cái nữa lên không có đều. Không ngâm cũng được các bạn, các bạn không muốn ngâm cũng được, nhưng mà tưới giữ ẩm cho khá chút. Nó giao hụt nằm ngang vậy đó. Phân bố hộp nó khá đều. Đây là những cây mai, đây là những cây mai gieo được khoảng một tháng này các bạn, các cháu gieo cũng lấy hột rồi gieo liền, không có phơi, tỷ lệ lên cao lắm. Cái hột cây mai này mai giảo Thủ Đức rồi các bạn, các cháu lấy hột là mình gieo liền lên mạnh. Nó cao được 2-3 phân rồi, để thêm thời gian vài tuần nữa tôi nhổ ra tôi trồng. Nó gieo giá thể rồi cũng sơ dừa cho trấu cũng nó gieo cũng hai cho trấu một cây dừa rồi cũng gieo đều rồi rắc lên một lớp mỏng như giống như vậy. Giờ tôi rắc lên lớp mỏng nữa là xong rồi các bạn các cháu, rắc lên lớp cây dừa cho trấu mỏng nữa là xong rồi xịt nước phun sương. Để lợi các bạn các cháu lấy cái tấm gì mà như lưới lan hay là tấm gì cũng được, đậy lợi, nắng gắt đậy lợi, sáng dở ra cho nó có ánh sáng lát đậy lợi, tới khi nó lên mầm rồi cũng đậy các bạn, để cho nó lên mạnh rồi
khoảng một tháng rồi mới mới dỡ ra luôn. Rồi tưới phân hai con nít để cho nó nảy mầm nhanh, rồi mập cây. Vậy là xong đó các bạn lấy cái bình xịt phun thương đó, phun thương đều rồi. Ngày hai lần, sáng lần chiều lần, phun thương nó đặng mình giữ ẩm đó. 3-5 ngày nó nảy mầm. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem nha.